Lời đầu tiên, cho phép tôi xin gửi tới quý vị đại biểu khách quý, quý thầy cô giáo, các đồng chí đoàn viên, các em đội viên lời kính chúc sức khỏe và lời chào nồng nhiệt nhất. Chúc hội nghị của chúng ta thành công rực rỡ. Chương trình văn nghệ chào mừng hội nghị gồm các tiết mục liên khúc Tiến bước lên đoàn, Vì đàn em thân yêu, Thư tình của núi, Điệu xòe người đẹp Mường Thanh, do các em trong đội văn nghệ nhà thiếu nhi và đội tổng phụ trách biểu diễn. Sau đây, chương trình xin phép được bắt đầu. Mở đầu chương trình là liên khúc Tiến bước lên đoàn do các em nhà thiếu nhi biểu diễn.